Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Thánh Andre Tông Đỏ, người môn đệ đầu tiên của Chúa. Lời bài hát ca nhập lễ có thể nói lên những ý chính của cuộc đời Thánh Andre mà chúng ta mừng kính chiều hôm nay. Trong câu hát có một câu là Thánh Andre, người khiêm nhường, vui tươi, giữ được cái sự hòa hợp, xin dạy chúng con biết noi gương Ngài, sống tình làng nghĩa xóm, sống trong một cái cộng đoàn dân phố, dân làng, cần phải có một cái sự hòa hợp, tính khí an vui, hiệp nhất, yêu thương. Điều rất là quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Cho nên nhân dịp lễ bổn mạng của một giáo xóm, chúng ta chú ý đến điều đó, chú ý đến sống tình làng nghĩa xóm cho chan hòa. Nhờ cái tình làng nghĩa xóm chan hòa thì chúng ta cùng biết cộng tác với nhau trong việc thờ phượng Chúa, trong việc làm sáng danh Chúa và trong việc sống bác ái, sống cái tính xã hội tính. Xin Chúa ban cho các gia đình, các thành viên của xóm Thánh Andre Tông Đỏ biết noi gương Ngài, sống bác ái yêu thương. Thế rồi chúng ta cũng có những gia đình hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Thế rồi chúng ta cũng được Chúa chúc phúc, và xin Thánh Andre cầu thay nguyện giúp cho mọi người được khỏe mạnh, gia đình được bình an. Trong tâm tình đó, xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, những thiếu sót để chúng ta hiệp dâng thánh lễ cho sô sang. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước bà Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con
Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính Thánh Andre, người ngư phủ đã tin Đức Giêsu là Đấng Messia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cũng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được lên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai giao giảng? Làm sao mà giao giảng nếu không được ai sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng, nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaia đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Đó là lời Chúa. Chính Chúa vang xa khắp cùng trời đất.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chải lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Thánh Andrê Tông Đồ, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đọc tin mừng, đọc kinh thánh và theo dòng lịch sử của giáo hội, chúng ta biết về Thánh Andrê. Thánh Andrê là anh của Thánh Phêrô, là người đầu tiên trong nhóm 12 tông đồ đã biết Chúa Giêsu ngay sau khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đan, lúc ngài còn là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Phúc âm kể như sau: hôm đó ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: đây chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Họ đáp: thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Và sau khi ở lại với Chúa Giêsu, ngài đã giới thiệu Chúa cho anh mình trước tiên. Thánh Andrê đã giới thiệu Chúa cho ông Phêrô. Ngài giới thiệu rằng: chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon Phêrô và nói: anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô. Tích tin mừng theo Thánh Gioan đấy. Thế rồi trong phép lạ, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Thánh Andrê là người lên tiếng thưa với Chúa rằng: ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu? Lần khác ở Jerusalem, khi những người Hy Lạp xin gặp Đức Giêsu thì Andrê là người đã giới thiệu họ với Chúa Giêsu. Tương truyền rằng sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh nhân đã loan báo tin mừng ở Jerusalem, Judea và Galilê. Sau đó ngài đến giảng đạo ở vùng Biển Đen và Hy Lạp và chịu tử đạo tại đây. Khi bị điều ra nơi hành hình, thẩm phán đe dọa: nếu ngươi không dâng hương tế thần, ngươi sẽ phải chết treo trên khổ giá. Thánh nhân chẳng những không sợ mà còn vui mừng nói: chết treo trên khổ giá
đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi vì được chết giống thầy chí thánh của tôi. Viên tổng trấn nổi giận, truyền đem treo ngài lên thập giá cho đến chết. Khi nhìn thấy thập giá mà ngài sẽ bị treo lên, ngài chào mừng và nói: "Ôi thánh giá là nơi Chúa chịu chết chuộc tội loài người. Tôi đã quý mến người ngươi từ lâu. Ngươi hãy giúp tôi đến gặp Chúa Giêsu là thầy chí thánh của tôi." Lý hình cột treo ngài lên thập giá. Từ trên cao, ngài kêu gọi mọi người hãy tin thở Chúa rồi gục đầu tắt thở. Thưa anh chị em, chuyện về Thánh Andrê Tông Đồ có thế. Nhưng mà mỗi lần chúng ta mừng lễ về ngài, chúng ta cũng phải xét mình và chúng ta học hỏi điều gì nơi Thánh Andrê Tông Đồ. Chúng ta học được bài học gì qua cuộc đời, qua cái chết của Thánh Andrê? Chắc chắn rằng có rất nhiều những bài học. Nhưng có lẽ bài học thực tế nhất đó là bài học biết quan tâm đến người khác, nhất là chúng ta là sống trong tình làng nghĩa xóm, chúng ta biết quan tâm đến nhau. Bán anh em xa đi mua láng giềng gần, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, quan trọng lắm. Cuộc đời của Thánh Andrê, nếu mà chúng ta thấy cả ba lần Thánh Andrê đều giới thiệu Chúa cho người khác, Thánh Andrê đều dẫn người khác đến với Chúa, tức là một cái sự quan tâm nhau, quan tâm đến nhau. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội kinh tế thị trường, cho nên là nhiều khi thì cái vô cảm là một điều sợ hãi nhất trong một cái xã hội ngày hôm nay. Vô cảm, hay là người ta gọi là một cái thuyết âm mưu, thuyết makeno, tức là mặc kệ nó. Sống trong tình làng nghĩa xóm với nhau, hay là anh em với nhau, nhưng mà trông thấy nhau những cái lúc gian nan, makeno, mặc kệ nó, mình không biết, là một cái điều đáng sợ nhất trong xã hội. Cho nên cái điều học đầu tiên tôi thiết nghĩ ngày lễ bổn mạng của một xóm, một giáo xóm, là cái điều mà chúng ta biết quan tâm đến người khác. Gặp được Chúa Giêsu, Andrê đã nghĩ ngay đến em mình. Trong hoang địa, khi Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ tìm của ăn cho dân chúng, một mình Andrê đã nhanh chóng thấy được một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thế rồi tại Jerusalem, những người Hy Lạp đang băn khoăn không biết làm sao để gặp được Chúa, thì Andrê đã có mặt để dẫn họ đến với Chúa. Tin mừng chỉ ghi lại 3 lần như thế, nhưng với 3 lần đó, chúng ta cũng có thể thấy được Andrê là người tốt. Người tốt như thế nào? Andrê đã sống như thế, còn chúng ta? Không biết ngày nay chúng ta có sống được như thế hay không? Hình như ngày nay con người nghĩ đến mình nhiều hơn nghĩ đến người khác. Việc biết quan tâm đến những người khác đã trở thành hiếm hoi. Thế giới ngày nay với cuộc sống hướng nhiều về hưởng thụ đang làm cho con người chỉ muốn vun quén cho mình mà không biết nghĩ đến người khác. Có một câu chuyện vui. Có một ông vua nọ bị dân gán cho một căn bệnh hiểm nghèo, đó là tứ chứng nan y. Tứ chứng nan y, 4 cái chứng bệnh nan y gồm mù, què, câm, điếc.
Một hôm, một người vào cung vua yết kiến. Vua hỏi: nhà ngươi vào gặp ta chắc có chuyện gì? Tâu bệ hạ, người đó thưa lại: hạ thần nghe rằng bệ hạ đang mang một căn bệnh rất hiểm nghèo là tứ chứng nan y, nên hạ thần vào thăm bệ hạ. Nghe thế, nhà vua liền nổi giận quát: kẻ nào dám bịa đặt bảo ta bị bệnh? Chân tay mắt mũi ta lành lặn thế này mà bảo ta mù, ta què, ta câm điếc sao? Người kia liền tâu: thần nghe thiên hạ đồn như vậy, nay gặp vua mới biết sự thực. Nhưng xét lại thì tin đồn ấy cũng chẳng sai. Nhà vua chặn lời và nói: vậy người hãy chỉ cho ta xem nào. Tâu bệ hạ, thứ nhất, dân kêu kiện nhiều mà bệ hạ không thèm trả lời, không giải quyết, nên bọn họ tưởng bệ hạ bị câm. Thứ hai, giặc ngoại bang tràn lan muốn xâm chiếm đất nước, nhân dân hoang mang lo sợ, kêu cầu nhà vua mà vua không lo gì hết, nên họ tưởng là nhà vua bị điếc. Thứ ba, cuộc sống của bệ hạ thì quả quá sung sướng, trên nhung dưới lụa, còn ngược lại, dân chúng sống trong cảnh cơ cục đói khổ. Họ không hề thấy bệ hạ dòm ngó gì đến họ, cũng chẳng thèm quan tâm lo lắng đến đời sống của họ, nên họ tưởng bệ hạ bị đuôi mù. Và cuối cùng, vì họ không bao giờ thấy bệ hạ ra khỏi cung điện, mà ngày đêm chỉ biết ăn chơi với các cung phi, nên họ tưởng là bệ hạ bị què. Thưa anh chị em, chúng ta nghe câu chuyện, không có lẽ nếu chúng ta không biết quan tâm đến người khác, chúng ta cũng rất dễ bị chứng tứ bệnh nan y. Chúng ta xin với Thánh Andre điều chỉnh lại cuộc sống chúng ta. Diễn giả Leo Buscanzia lần nọ có kể về một cuộc thi mà ông làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm ra đứa trẻ biết quan tâm nhất. Người thắng cuộc lại là một em bé 4 tuổi. Hàng xóm của em là một ông lão vừa mất vợ. Nhìn thấy ông khóc, cậu bé đến sân nhà ông lại gần, rồi leo lên ngồi vào lòng ông và cứ ngồi mãi như thế. Khi mẹ em hỏi em đã trò chuyện những gì với ông ấy, cậu bé trả lời: không có gì đâu, con chỉ để ông ấy khóc và con ngồi trong lòng ông để nhìn ông khóc. Nhìn ông khóc, ngồi trong lòng ông, vậy mà em bé đã đạt được giải thưởng cao nhất: biết quan tâm đến người khác lúc vui lúc buồn, chia cơm sẻ áo cho nhau. Thánh Andre Tông Đò đã làm gương cho chúng ta điều đó. Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta, chúc phúc đặc biệt cho xóm Thánh Andre, để chúng ta là những một giáo xóm biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Tông Đồ, các Thánh Tông Đồ là những người đã tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng tất cả cuộc sống và cái chết của mình. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài hăng say đem tin mừng của Chúa đến mọi nơi. Chúng ta hãy
hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà luôn báo tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới đón nhận được tin mừng cứu độ mà các tông đồ đã loan báo. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người sống đời thánh hiến, luôn biết ý thức ơn gọi của mình đến từ Thiên Chúa, để sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta hãy cầu nguyện. Được xây dựng trên nền móng là các tông đồ, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là các thành viên trong xóm An Rê hôm nay mừng lễ Quan Thầy, luôn biết giữ gìn kho tàng đức tin mà các tông đồ để lại và chuyển giao kho tàng ấy cho muôn thế hệ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng nói của Lạy Chúa, xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện chúng con dâng lên. Xin cho Hội Thánh Chúa luôn tuân giữ lời các tông đồ truyền dạy, để danh Chúa được cả sáng khắp nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
nguyện đề hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ và ban cho chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa. Ước chi của lễ này cũng đem lại cho chúng con chính sự sống thần linh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các thánh tông đồ, Chúa luôn che chở giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh con Chúa coi sóc đoàn chiên. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ê Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên dâng Chúa sống. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là tất cả các linh hồn trong xóm Andre và các linh hồn Giuse Teresa,
Pero Maria Micae, các linh hồn Giuse Gioan, các linh hồn trong xóm Andre đã qua đời. Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho các kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng trên trời chúng con nguyện thành cha và sang nước cha chỉ nhiên ý cha để dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hiệp thông với bí tích Thánh Thể, xin cho bí tích này tăng thêm sức mạnh cho chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể noi gương Thánh Andre, vác thập giá mình đi theo Đức Kitô và được vào thiên quốc hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Con xin mời cha xứ an tọa, xin mời cộng đoàn ngồi. Sau đây con xin giới thiệu một vị đại diện cho giáo xóm An Dê có đôi lời tâm tình với cha xứ và cộng đoàn. Trọng kính cha xứ Giuse, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn, hòa chung với niềm vui của giáo hội hân hoan bước vào năm phục vụ 2025, mừng kính lễ Thánh Andre Tông Đồ, một trong bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Hôm nay tại thánh đường giáo xứ Hoàng Nguyên, chúng con rất vui mừng phấn khởi được cha xứ Giuse cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp thân dâng thánh lễ chung lời cầu nguyện cho xóm chúng con. Trước hết, thay mặt cho xóm Andre, chúng con xin kính chúc cha xứ, kính chúc quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện ở đây lời chúc sức khỏe, an lành, chúc cho mọi người được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Trọng kính cha xứ Giuse, kính thưa quý sơ, quý thầy, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn, trong ngày mừng kính Thánh Andre Tông Đồ hôm nay, trước hết chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Ngài luôn rộng lòng thương ban cho chúng con mọi ơn lành cả phần hồn xác. Ngài luôn che chở gìn giữ cho chúng con trong cuộc sống. Nhờ hồng ân của Ngài mà chúng con luôn vững tâm trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con xin dâng lời cảm tạ cha xứ Giuse, cha phó, vì tình yêu thương cha đã lo liệu sắp xếp thời gian dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Con xin cảm ơn quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây đã hiệp thông cùng cha xứ dâng lời cầu nguyện cho xóm chúng con nhân ngày mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng nhân ái tuôn đổ tràn ngập hồng ân xuống và ban nhiều ơn lành cho cha xứ, để cha xứ luôn được mạnh khỏe để cha chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Xin kính chúc quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa và luôn được Chúa che chở gìn giữ trong mọi lúc mọi nơi. Trọng kính cha xứ Giuse, mừng kính Thánh Andre Tông Đồ hôm nay, cảm tạ Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng con trên bước đường theo Chúa, làm con của Chúa và ở với Chúa. Thật hạnh phúc lớn lao là cho xóm chúng con được nhận Thánh Andre làm quan thầy, một trong bốn môn đệ của Chúa Giêsu. Và đặc biệt hơn nữa, kính Thánh Andre Tông Đồ cũng là ngày lễ đầu tiên của năm phục vụ. Đây là một hồng ân cao cả của xóm chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Thánh Andre luôn sống quảng đại nhưng đầy khiêm tốn, không khoe trương, đánh bóng chính mình nhưng hết mình mang người khác đến với Chúa, để nhờ những nỗ lực của chúng ta, giáo hội có nhiều người làm tông đồ sáng danh Chúa. Sau cùng, nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ ban muôn ơn lành xuống cho mọi người dân trong làng Hoàng Nguyên chúng con, để mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và sống đoàn kết gắn bó với nhau trong tình hiệp thông của Chúa, để cùng nhau chung sức xây dựng giáo xứ Hoàng Nguyên ngày một phát triển, xây dựng làng xóm ngày một giàu đẹp và văn minh. Đặc biệt, xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống và ban ơn lành cho xóm Andre chúng con, để mọi người biết sống đoàn kết yêu thương nhau trong một tinh thần vào Đức Kitô và được Chúa mời gọi bước theo Chúa như Thánh Andre Tông Đồ xưa. Trong lúc tổ chức có điều gì thiếu sót, kính mong cha xứ và cộng đoàn hết sức thông cảm cho xóm Andre chúng con. Cuối cùng một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm tạ.
Chỉ có xóm Andre là có ông chủ tịch cảm ơn thôi nha. Nghe ông chủ tịch cảm ơn mà cũng thấy mát lòng mát ruột. Nhưng mà xóm Andre thì cũng ở hình như là bên trên xóm Andre không còn cái xóm nào nữa, đúng không? Mấy? À, còn xóm Marco bên trên nữa à? Tôi cứ nghĩ là đấy là đầu xóm Ngọn Gió rồi. Thế thì, nhưng mà chúng ta cũng là cái chỗ cửa ngõ của giáo xứ. Nó cũng để rồi từ cái Andre này cũng là tương giao với ngoài xã hội, để tương giao với bên ngoài nữa. Cho nên là chúng ta cũng cố gắng để như là ông chủ tịch vừa mới nói rằng sẽ cố gắng sống tinh thần đạo, thế rồi sống tình làng nghĩa xóm, thế rồi nhất là trong những cái dịp lễ thì chúng ta cũng lễ Giáng sinh đến nơi rồi, mấy xóm ăn rê thì trang trí các thứ làm sao để cho rồi ước gì Andre thì cũng luôn luôn là như là ông chủ tịch nói rằng không dám khoe khoang, không dám phô trương, âm thầm nhưng mà hiệu quả. Thì chúng ta cũng làm thế nào đấy để cho cái xóm đó nó cũng có rực sáng lên chút nha. Rực sáng lên để rồi Hoàng Nguyên nó cũng sẽ rực sáng hơn. Thì một lần nữa thì tôi cũng xin hết lòng cảm ơn ông chủ tịch, rồi cảm ơn tất cả bà con xóm Andre. Chúng ta cùng kết thúc thánh lễ.